là ông nói chuyện tới nửa đêm luôn hả? Cậu sao căng quá vậy? Mà bà có định nghe là nói chuyện gì không? Nói qua Zalo qua bên này kia à? Nói chuyện công việc không à? Công việc gì mà nói chuyện tới nửa đêm đúng không? Thuê thám tử hả? Trời ơi sao bà cao tay dữ vậy? Ghê vậy ta? Ôi xin lỗi em. Thôi vậy nó nghe nè. Thôi tôi cúp máy đi ha. Tôi quay chương trình cái rồi chút xíu tôi điện lại cho bà. Nha. Trời ơi ba nha. Người ta đến trễ có chút xíu thôi mà đã tám quá trời tám mà sao? Chuyện gì mà thấy có vẻ căng thẳng dữ vậy? Căng lắm chị ơi, mấy cái chuyện này của chị em phụ nữ mình. Tao nói giờ ai hỏi chị em phụ nữ là căng cái chuyện gì? Một là sợ mình già, sợ mình xấu. Đúng rồi. Là lo sợ chồng mình ngoại tình. Đó. Phụ nữ tiền là thứ ba chị. Đó, mình sợ mình già mình xấu là trước tiên. Thế trong ba cái chuyện đó thì vừa rồi em tám chuyện gì đó? Cái chuyện thứ hai là chuyện chồng nó đang nghi ngờ chồng nó có những biểu hiện về ngoại tình mà không phải nghi ngờ mà nó biết. Đích xác luôn rồi vì nó theo dõi chồng nó ghê lắm. Theo dõi chồng nhưng mà theo dõi thì làm sao và có chứng cứ, phải có một cái gì đó để mình đảm bảo chắc chắn thì mình mới có thể nói được. Này em phải bình thường, con nhỏ bạn em nó cao tay ấn lắm. Như ngày xưa giờ mình nghi ngờ chồng mình là mình rình rập, đúng không? Hoặc là mình phải đi theo. Mình rình rập. Đôi khi mình phải xem trộm điện thoại. Đúng rồi, mình đợi chồng mình ngủ chồng mình đi tắm đó. Em cũng đã từng làm, lén lén mở ra coi cái đó, đẩy vô lại bình thường. Hoặc là mở cặp rồi ra kiểm tra coi trong cặp đi làm về có cái gì hay không. Bí mật. Đó, nhưng mà con bạn em nó cao tay ấn hơn, nó không cần làm như vậy luôn chị. Không làm nó chỉ cần ngồi một chỗ một nơi nó biết chồng của nó đi đâu làm gì, hẹn với ai, nói cái gì với người nào này kia, địa điểm nó biết hết luôn. Lạ quá vậy. Nó thuê thám tử. Cái thám tử này của nó là rất là tinh vi. Có nghĩa là nó biết hết tất cả mọi thứ luôn. Bây giờ một con kiến mà nói chuyện với chồng nó cũng phát hiện ra luôn. Đừng nói chi con người. Ê không có cái chuyện gì của chồng nó mà qua mắt được nó hết trơn hết trọi á. Làm sao mà biết được? Thì thám tử cũng là người vậy, cũng như mình vậy. Thì có ở gần chồng mình đâu mà lục điện thoại. Bây giờ chúng ta sẽ theo dõi một đoạn clip để xem sự việc nó như thế nào quý vị nha. Xin mời. Thời gian gần đây trên mạng xã hội liên tục xuất hiện các dịch vụ theo dõi chồng với những lời rao hết sức hấp dẫn. Đây là một trong những dịch vụ theo dõi chồng đang được khá nhiều chị em phụ nữ tìm hiểu. Theo như lời quảng cáo này, chỉ cần từ 500.000 đến 3 triệu đồng, người vợ sẽ được cài các phần mềm nghe đọc tin nhắn, định vị, xâm nhập mạng xã hội để theo dõi chồng. Đặc biệt, dịch vụ này còn nhấn mạnh thêm để chị em phụ nữ yên tâm thêm. Đó là dù cài phần mềm theo dõi, thì đối phương sẽ không bao giờ biết được. Để khiến khách hàng tin tưởng hơn, một số dịch vụ thám tử tư còn đưa cả những phản hồi của khách hàng để chứng tỏ phần mềm mang đến những hiệu quả tức thì cho cuộc hôn nhân của họ. Từ đây, rất nhiều phụ nữ khi có tâm trạng nghi ngờ chồng mình đang có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng đã dễ dàng lạc vào ma trận của các dịch vụ thám tử tư bùng nổ trên mạng xã hội mà không biết hệ lụy cũng như thực hư nó như thế nào. Xét về khía cạnh luật pháp, việc người vợ vô tư cung cấp thông tin đời tư của chồng cho các phần mềm theo dõi là vi phạm luật, tạo ra những kẽ hở về xâm phạm đời tư cá nhân, thậm chí có thể gây nên những hiểm họa khôn lường nếu như đơn vị thám tử tư đó có hành vi bất chính hoặc muốn quay lại dùng các thông tin đời tư để tống tiền. Như vậy chẳng khác nào tiền vừa mất tật dẫn mang. Thuê thám tử tư cũng như người thám tử tư, nếu mà để tiết lộ về thông tin hay là để đẩy những cái thông tin về chồng lên mạng hoặc là để những cái dư luận họ biết được những vấn đề này thì sẽ vi phạm về pháp luật. Vi phạm pháp luật thứ nhất là vi phạm về luật dân sự đã, đúng không? Về cái quyền nhân thân của cái người mà bị tiết lộ đó. Cái thứ hai cũng có thể là bị xử lý về hình sự về cái tội là xâm hại đến đời tư của người đó. Thiệt luôn hả? Chỉ có mấy triệu thôi mà người ta quảng cáo là có thể theo dõi được chồng đến trọn đời. Cái vụ này sao nó khó tin quá nhỉ? Thứ nhất là cái số tiền đó nó quá ít để người ta có thể làm được một cái công việc quá lớn như vậy, quá dài như vậy. Cái thứ hai á là làm thế nào để theo dõi? Tức là người ta phải sử dụng những cái công nghệ gì? Cái cách này Huyền thấy nó cũng có vẻ không khả thi. Nhưng mà
Em thấy nổi cái chuyện mà theo dõi người ta trọn đời là em thấy là vi phạm pháp luật rồi đó. Thì chắc chắn. Tại vì mỗi con người phải có cái quyền tự do cá nhân của người ta. Không, nhưng mà cái này mà bị phát hiện ra là bị kiện liền à, đúng không? Em nghĩ là vậy đó chứ. Mà vậy tại sao người ta lại dám quảng cáo như vậy ta? Cho nên là đôi lúc Tường cũng băn khoăn suy nghĩ một chút xíu là vậy mình có nên kiểm soát chồng mình hay không? Cái hành vi của mình là ví dụ lục bóp, lục ví, kiểm tra điện thoại như vậy là có đúng hay là không đúng? Chị Huyền thì sao? Chị không, chẳng lẽ chị không tò mò? Ai cũng tò mò hết trơn á. Thực ra cái này nói không hay được đâu, không có ai nói hay được hết á. Ai thì cũng có một chút tò mò, một chút nghi vấn và một chút thiếu tự tin. Huyền nghĩ cái đó ít người mà tự tin hoàn toàn vào việc là mình là duy nhất của chồng mình hoặc của vợ mình lắm. Về mặt lý trí thì chúng ta nghĩ rằng là những cái hành động mà chúng ta theo dõi nhau như vậy, bí mật như vậy là sai. Nó là những cái hành động nó hơi mờ ám, là không đúng. Nhưng đôi khi chúng ta cũng không cưỡng nổi cái tò mò của mình để chúng ta làm những hành động. Tuy nhiên những hành động nhỏ mà không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc vợ chồng, ví dụ chồng không biết chẳng hạn, hoặc là nó chỉ thỏa mãn mình một chút, một giây, một phút, nhưng mình không nhìn thấy cái gì để mình tăng thêm cái lòng ghen, thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái hạnh phúc hai vợ chồng. Nhưng chị ơi, nhưng mà cái đó là tại vì mình hên. Chính mình mới là cái người đau khổ nè. Cái ghen tuông là chính mình là cái người đau khổ vật vã. Kiểu gì mình cũng thiệt hại hết á. Cái thiệt hại cũng về mình hết á. Ủa vậy thì cuối cùng là sao? Vậy giờ chị nói quan điểm của mình đi. Ví dụ chị thấy chồng chị có những biểu hiện gì thì chị làm sao? Chị có theo dõi không? Chị thực ra là mình cũng có những cái thiếu tự tin vào những cái lúc nhất định. Và cũng có tự ý lục một chút. Và có thế gì nghi vấn cũng có hỏi một chút. Tính Huyền nói thế thôi là hỏi liền không, luôn không hay dự là dàng được đâu. Hỏi liền cũng nói chuyện liền và cũng được giải tỏa. Tuy nhiên cái nỗi niềm đó thì nó vẫn còn ngấm ngấm ở trong lòng. Nhưng Huyền cảm thấy một điều rất rõ ràng rằng khi chúng ta không để ý tới, chúng ta sẽ không bị đau lòng và chúng ta không bị nghĩ ngợi. Còn khi chúng ta đã để ý một, mặc dù được giải thích, chúng ta vẫn cứ nghi ngờ và tiếp tục để ý hai. Cái đấy nó như một cái loại bệnh. Từng hiểu không? Nó như là một cái loại bệnh tâm lý của chị em phụ nữ chúng ta. Rằng càng để ý thì chúng ta lại càng thấy có vấn đề. Trong vợ chồng thì lúc nào nó cũng phải lúc nào cũng cơm lành canh ngọt. Nó cũng sẽ có lúc xảy ra chuyện này chuyện kia. Và cá tính của mỗi người phụ nữ mỗi khác nhau. Và hoàn cảnh của mỗi gia đình thì mỗi khác. Người ta nói mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Vậy thì cái cách xử lý giải quyết như thế nào là cũng phải tùy trong từng cái trường hợp và từng gia đình. Và bây giờ thì các Tường muốn mời chị Khánh Huyền cũng như quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi, chúng ta sẽ lắng nghe ý kiến của các chuyên gia về việc này như thế nào. Xin mời quý vị. Là cái phần mà được thì rất là ít, nhưng mà cái phần mất thì rất là nhiều. Bởi lẽ là cho dù kết quả của cái cuộc điều tra cũng như là cái cuộc theo dõi đó như thế nào thì nó cũng sẽ dẫn đến nhiều cái sự đau lòng đối với cả hai phía. Cái điều mà chúng ta có thể phát hiện ra, có thể là người chồng của mình có một cái quan hệ ngoài chồng ngoài vợ hay là ngoại tình, thì nó cũng sẽ để lại một cái vết thương đối với cái người vợ. Hoặc giả sử trường hợp không có gì xảy ra, nhưng mà người chồng lại phát hiện ra rằng người vợ đang đặt mình như là một thủ phạm và xem mình để mà theo dõi như một thủ phạm như vậy, thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cái mối quan hệ hôn nhân đó. Nên chúng tôi nghĩ là với cái kết quả nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ mang lại cái vết thương, cái sự tổn thương lẫn nhau đối với lại cả vợ và chồng, khi mà một trong hai bên đã không còn sự tin tưởng mà phải sử dụng đến các thiết bị để mà theo dõi người bạn đời của mình. Thấy chưa, mình nói cũng đúng ha. Là kiểu gì cũng thiệt hại. Thì bởi vậy mình theo dõi chồng mình xong rồi mình có hạnh phúc hơn không? Thực ra nói đến thám tử là đã rất là to chuyện rồi. Huyền nghĩ rằng là một khi mà người phụ nữ đã nghĩ đến những cái sự hỗ trợ từ bên ngoài vào gia đình của mình, tức là họ đã thiếu niềm tin trầm trọng. Thì Huyền nghĩ cái mức đó là mức rất cao. Nhưng mà chúng ta phải từ ban đầu chúng ta lần đi, đúng không? Chúng ta phải có một cái đường dây nhất định. Đầu tiên Huyền nghĩ là như thế này, khi mà chúng ta quyết định kết hôn với nhau là bản thân hai người đã phải có một cái sự tin tưởng ở nhau nhất định. Và khi mà đã về sống với nhau rồi thì Huyền nghĩ nó có những cái nội quy như là Tường đã chia sẻ, có thể viết ra và ký vào, có thể không, nhưng nó là cái bất thành văn, cũng có thể là những cái quy tắc trong gia đình về cái việc là hai bên với nhau như thế nào, với con cái, với gia đình hai bên ra làm sao, và cái riêng tư của mỗi người cũng phải được tôn trọng như thế nào. Và Tường nghĩ ai cũng vậy. Thí dụ như có những lúc nào đó mà họ có thật sự là họ bị say nắng, họ có lung lạc lòng đi chăng nữa, con người mà cũng khó tránh được sẽ có những lúc như vậy, thì cái đối phương cần phải nên bình tĩnh và xem rằng cái người chồng hoặc người vợ của mình
thật sự có còn giá trị trong lòng mình hay không, tình yêu của mình dành cho anh ấy có còn nhiều hay không, để chúng ta lựa chọn một cách giải quyết cho nó tốt nhất. Nếu như thật sự cái mối liên kết chúng ta đã có con cái hay chưa, nó có những cái hệ lụy nào khác nếu như chúng ta đổ vỡ cái quan hệ đó hay không. Nếu như chúng ta cảm thấy rằng là nó nhiều thứ và không thể đổ vỡ, và chúng tôi mình vẫn còn yêu cái anh này, anh này vẫn còn yêu mình, thì chúng ta mới bình tĩnh tìm ra cách giải quyết. Thật sự mình thấy nếu như là tất cả tình yêu đó đã nguội lạnh từ lâu rồi, và cái việc mà anh ấy có một cái mối quan hệ gì mới là cái chuyện tất yếu sẽ xảy ra, và điều đó chúng ta biết rồi, thì chúng ta nên ngồi nói chuyện. Và cái thứ hai nữa, Huyền nghĩ rằng là cũng có nhiều cách để chúng ta kiểm soát, gọi là cái từ kiểm soát nha, nhưng mà rất là tế nhị, để cho chồng không hề nghĩ rằng là mình đang bị kiểm soát. Thì Huyền nghĩ cái cách đó là các bà vợ hiện nay cũng đang sử dụng nè. Chúng ta cũng có công nghệ hỗ trợ, chúng ta có điện thoại thông minh mà. Chúng ta có thể gọi FaceTime ngoài giờ làm việc. Khi anh ấy không đi về nhà thì mình có thể nói con gọi điện cho ba đi, mẹ gọi điện cho ba để nói chuyện về con. Tất cả những lúc đó là chúng ta biết anh ấy đi với ai, đúng không? Nếu như người đàn ông không nhấc máy, anh ấy về sẽ phải giải thích lúc đó anh làm gì, và anh ấy sẽ phải giật mình thấy rằng là ồ, cái cách là giấu giếm vợ đi là không khả thi, và sẽ khiến cho anh ấy cảm thấy cái barrier của mình nó nằm ở đâu. Thì Huyền nghĩ rằng đấy là những cái cách mà người phụ nữ nên từng bước một, và rất là gắn, cái đấy nó cũng là một cái sự gắn kết tình cảm với chồng ngoài cái giờ làm việc. Thì Huyền nghĩ ra mình hỏi thăm anh ăn cơm chưa, đúng rồi, rất là mình lấy một cái lý do rất là đúng rồi, hôm nay anh ăn gì, em đang chuẩn bị món này món kia này, hoặc là con đang hỏi ba, con hỏi bài tập này, rất nhiều cách để cũng chúng là một ta cách liên kiểm hệ tra, với chồng nhưng mà nó nhẹ chính nhàng xác hơn, và người đàn ông mà dễ tiếp người ta nhận. Thấy vui nữa. Nếu như người ta là người trong sáng, người ta không có lỗi, người ta lại thấy rất vui. Còn nếu người ta không trong sáng, người ta phải giật mình. Chính xác, người ta thấy là ồ, mình phải cẩn thận và mình phải làm thế nào chứ đừng để mình vợ mình biết. Thì tất cả những cái đấy vô hình chung, khi người ta còn biết giữ thì mình vẫn còn cơ hội nắm giữ hạnh phúc của mình, đúng không nào? Đúng rồi, thưa quý vị, cảm ơn những chia sẻ của chị Khánh Huyền rất là nhiều. Và nói chung thì Tường thấy rằng là cuộc sống thì không có gì là nó không thể nào là đòi hỏi một cái sự hoàn hảo. Hoa hồng thì đẹp thì bắt buộc nó phải có gai, có nghĩa là trong cuộc sống vợ chồng đôi lúc nó cũng sẽ có lúc này lúc khác. Thì cách tốt nhất là chúng ta nên bình tâm lại, suy nghĩ vấn đề và trò chuyện với nhau một cách trực tiếp. Vì cái cách mà trò chuyện với nhau trực tiếp là cách tốt nhất để chúng ta có thể hiểu được người bạn đời của mình mong muốn điều gì, người bạn đời của mình nó đang ở cái ngưỡng như thế nào, để chúng ta có thể giữ gìn được cái mái ấm của mình. Đừng có vì một cái bất cứ lý do gì mà chúng ta tự dại dột lại đi chia sẻ chuyện gia đình, bởi chuyện gia đình là chuyện riêng, mình đừng có dại mà gọi là dẫn rắn mà cõng rắn cắn gà nhà. Với tự nhiên mình lại đem như thế này là hoàn toàn chúng ta phải tránh xa, tự nhiên mình lại đem một cái người lạ vào trong nhà mình để giải quyết chuyện của mình, trong khi hai cá nhân, hai cái người nhân vật chính thì không tự ngồi với nhau mà giải quyết, đúng, thì làm sao một cái người thứ ba nào đó có thể giúp chúng ta giải quyết việc của chúng ta được. Đó là một việc làm mà tôi nghĩ rằng chưa nói tới vấn đề là vi phạm pháp luật mà tôi thấy vô cùng dại dột, chị em phụ nữ chúng ta đừng nên làm, quý vị nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay, và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên đề ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại.